Vâng, chào các bác. Buổi tối thì em Toàn Thắng đại diện cho shop hàng Nhật tuyển chọn thì lên sóng giới thiệu các bác đây. Buổi tối thì em lên sóng giới thiệu các bác những chiếc băng nào mà cũng đến mùa hè rồi. Thì các bác nào mà muốn lắp đặt những chiếc máy lọc những chiếc điều hòa Panasonic. Nhà em thì chuyên thương hiệu Panasonic và Daikin các bác nhé. Những dòng Daikin đời cao, Panasonic nồi đồng cối đá, đấy là những thương hiệu điều hòa nhà em làm. Còn đâu Mitsu, Pala, Fujitsu thì nhà em không làm. Mỗi vùng miền người ta yêu thích mỗi cái sản phẩm, cái thương hiệu khác nhau. Thì sau đây em có những cái sản phẩm như điều hòa giới thiệu với các bác. Bác nào quan tâm đến những mẫu model nào thì có thể inbox Zalo cho em. Với số hotline 0914300368. Điều hòa nhé, em sẽ có mã từ 9.000 đến 24.000. Với những nhiều cấp độ, hàng thường, hàng chức năng inverter 2 chiều, hàng cao cấp. Đây các bác nhìn này, đây là những cái máy lọc không khí VIP Daikin hộp và Panasonic. Em gửi cho các bác khách hàng đây, đóng để mai đi gửi đây. Bác này là bác Trung ở dưới Hải Phòng sẽ lấy hai con Pala VIP. Lọc không khí thì nhà em về được cái lô lọc không khí rất là đẹp, rất là mới các bác nhé. Em bác nào quan tâm những lọc không khí VIP thì alo cho em. Đây nhà em thì có bếp từ này, bếp từ La Tiona nồi đồng cối đá này. Con này nhà em đang bán là 4.500.000 các bác nhé. Rất là đẹp, rất xịn sò luôn. Chất hàng rất là mới, mới tính con luôn các bác nhìn này. Lò vi sóng Hitachi thì còn khoảng 6-7 chiếc các bác. Ở kho nhà em hơi chật nên đâm ra không mang về được hết. Lọc không khí Daikin, lồi cơm, tủ lạnh. Tủ lạnh thì còn mấy em này thôi. Mitsubishi, Hitachi, 5 cánh Panasonic và Hitachi Mitsubishi. Còn 5 em này các bác nhé. Bác nào ưng cái mã sản phẩm nào thì tài chính nó rất là rẻ. Các tủ bây giờ chỉ khoảng hơn chục triệu đồng, chúng ta đã sở hữu những chiếc tủ lạnh rất là đẹp. Nhưng con Hitachi này thì nhà em đang bán là 15.500.000. Đấy, em cứ con 5 cánh Panasonic này thì nhà em đang bán với cái giá là 11 triệu đồng. 1 triệu đồng trong đó sẽ bao gồm vận chuyển và kèm đổi nguồn các bác nhé. Đây là em điều hòa 22.000, full mới chưa sử dụng. Chưa sử dụng các bác nhé. Đây là bác khách, bác ấy dặn đặt rồi, chưa lắp được cho bác ấy thôi. Giới thiệu các bác một con máy giặt Toshiba 117A7, một trong những dòng sản phẩm VIP của máy giặt Toshiba các bạn. Dòng sản phẩm VIP của Toshiba này thì nhà em đang bán là 22 triệu các bác nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm những sản phẩm về những sản phẩm đồ gia dụng Nhật Bản thì nhấc máy alo cho em và qua nhà em uống trà xem đồ. Đấy, có mấy ghế massage VIP này thì để cho khách đến ngồi trải nghiệm trong lúc chờ đợi và thử. Máy lọc nước này thì nhà em còn khá là nhiều. Các bác cứ lên đơn, từ tài chính đến từ 6.500.000 đến 450 triệu các bác nhé. Những sản phẩm 450 triệu là những sản phẩm đập hộp. Những sản phẩm của nó, những sản phẩm tài chính, hàng rẻ một chút nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nước đầu ra cho các bác một cách tuyệt đối, bảo hành 12 tháng. Tất cả những sản phẩm nhà em bán ra, em cũng xin nhấn mạnh những sản phẩm máy lọc nước bán ra sau 25 các bác có thể mang qua địa chỉ hoặc gửi qua địa chỉ như em sẽ làm vệ sinh miễn phí cho các bác. Còn bác nào mà không mua địa chỉ như em thì em cũng có thể làm thuê công cho các bác. Các bác cứ qua nhà em xem đồ và trải nghiệm về mua sắm. Nhà em thì dưới này thì đang dọn máy giặt cho khách hàng này. Đang dọn máy giặt cho khách hàng rất là bừa bộn. Đây là kho xưởng làm việc.
làm việc nhé em. Còn đấy, bác nào đã mua những sản phẩm xốp nhà em rồi thì cũng đã biết nhà em thì tiềm lực khách hàng ruột ở loanh quanh thị trấn và bán kính Hưng Yên này rất là đông. Những bác ngoại tỉnh cũng đã mua và tin yêu sản phẩm rồi nên đâm ra đều nhắn qua Zalo, cũng không phải đến trực tiếp nữa, nên đâm ra nhà em sẽ nhận các đơn nên sẽ gửi đi các bác. Nhiều lúc cũng vài ngày mới lên được video tâm sự cùng với các bác hoặc bán hàng cùng với các bác, do tính chất công việc bận các bác cũng thông cảm. Nếu các bác cứ ưng hoặc muốn tìm hiểu cái gì em sẽ xin chia sẻ nhiệt tình cùng với các bác. Em là thợ kỹ thuật, tất cả những cái sản phẩm các bác mà dùng đồ Nhật có gì lỗi lầm thì cũng có thể nhắn tin gọi điện. Em sẽ trao đổi miễn phí cho các bác những cái sản phẩm mà nhà mình bán ra. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video ạ.